Vâng, xin chào toàn thể anh em audio và trước mắt quý vị các bạn ngày hôm nay thì là chiếc Tuner Pioneer 7800 mức đôi. Hôm nay vừa cập bến bên em, phải nói là rất đẹp, rất đẹp luôn. Và riêng con này thì đã được cải thiện một chút tần sóng của cái dải tần FM. Nên cái dải cuối cùng này cũng sẽ bắt được một chút đài của địa phương. Chứ nó không mù ti mù tịt hết toàn bộ 100%. Đây anh em cùng nghe này, cái dải FM của nó đây. Đây nhá, gạt cái này lên FM này. Đấy. Đấy, có sóng này. Đấy, đây là đang là đài địa phương của Nam Định. Bắt ok luôn. Đấy, đây là VOV giao thông. Còn về vấn đề AM thì nó vẫn bắt bình thường. Đây, chúng ta gạt cái này về AM này. Và xoay về mấy cái dải. Đấy, đây là một đài này, nhưng mà đài này đang không phát này. Đấy, khi cái sóng này đài nó lên là có sóng. Nhưng vấn đề là nhà chúng ta vào những cái vị trí chẳng hạn. Đấy. Nó phụ thuộc vào cái vị trí nhà của chúng ta. Nó có bị sóng, nó bị kém, có nghĩa nó bị phá sóng hay không anh em nhé. Nôm na, nhưng mà nôm na thì nó mang tính chất trưng bày là nhiều anh em ạ. Chứ bây giờ ai nghe đài gì nữa. Còn đây là phần ruột gan bên trong của nó với sắc xi vàng. Đây anh em nhìn này, nó phá sóng này, cái tay em đưa vào phát nó phá sóng luôn này. Nắm nút cái điện thoại như thế, khi một tín hiệu nào đó nó chạy qua chạy lại. Đấy, anh thấy anh em thấy chưa, đang để in nhỉ. Đấy. Khi điện thoại của em có người gọi đến đây này, nó phá sóng luôn này. Đấy. Con này đế vàng nhá, rất đẹp luôn này. Đây, đế vàng. Có cả sách vở này. Số CD của máy đây. Anten anh em mình làm một cái dây điện và đấu vào cái này thì FM VIM nó bắt sẽ nét hơn nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn. Và cái giá của con Tuner này em xin phép được bán tới anh em với giá là chỉ có 1.200.000. Và 1.250.000 là bao cước tận nhà. Không trả giá dưới mọi hình thức. Anh em nào chung kết thì liên hệ qua số điện thoại 0972 192087. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa.